hội hôm nay, ngày lễ thành hôn của chú rể Tuấn Minh và cô dâu Nhã Quyên. Lời nói đầu tiên cho phép những ảnh được ghi lời từ phía đại diện chủ hôn thay họ cùng với những người thực hiện chương trình hôm nay xin được gửi đến với quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Vâng, kính thưa quý vị, tình yêu là một điều tuyệt vời mà Thượng Đế đã ban tặng cho chúng ta, và ngày lễ thành hôn đó cũng chính là sự thăng hoa tuyệt vời nhất trong tình yêu. Ngày hôm nay khi mà tình yêu của anh Tuấn Minh và chị Nhã Quyên đã thực sự thăng hoa, cũng là lúc các thiệp hồng đến với tay tụi mình quý vị, giờ góp son tụi mình quý vị đến đây chúc mừng và tôn vinh cho tình yêu của anh chị. Ngay trong giây phút này, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng hướng mắt về phía cổng hoa để cùng chào đón lên sân khấu của chúng ta đôi bạn đẹp nhất, hạnh phúc nhất, duyên dáng nhất sẽ bước lên lễ đài hạnh phúc ra mắt cùng với tụi mình quý vị. Một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón chú rể Tuấn Minh và cô dâu đầy ý nghĩa khi có được sự chứng kiến của họ hàng hai bên cùng với sự góp mặt của toàn thể quý vị khách quý kính mến, và đó cũng chính là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao của những đấng sinh thành. Hòa trong không khí vui nhộn đó, ban tổ chức chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng hướng mắt về sân khấu hôm nay để cùng chào đón sự xuất hiện từ phía đại diện chủ hôn hai họ. Về phía đại diện chủ hôn họ nhà trai, xin được trân trọng kính mời bà Ngô Huệ Châu là mẹ của chú rể và cô Mỹ Lệ sẽ đại diện họ nhà trai bước lên sân khấu ra mắt cùng với tất cả quý vị. Xin quý vị một tràng pháo tay dành cho đại diện chủ hôn họ nhà trai của chúng tôi. Về phía đại diện chủ hôn họ nhà gái, xin được trân trọng kính mời ông Trần Văn Hiếu và bà Nguyễn Thị Thúy Hồng là song thân của cô dâu đồng chủ hôn họ nhà gái ngày hôm nay sẽ bước lên sân khấu ra mắt cùng với toàn thể quý vị. Xin quý vị một tràng pháo tay dành cho đại diện chủ hôn họ nhà gái của chúng tôi. Chúng tôi cũng không biết nói gì hơn, xin được gửi đến với quý vị khách quý một lễ chào để tỏ lòng ưu ái mà quý vị đã dành cho gia đình. Xin được gửi đến với quý vị lễ chào trân trọng nhất. Vâng, kính thưa quý vị, nơi con bao năm vất vả chỉ mong sao cho con mình thành đạt, nên vợ, nên chồng và có cuộc sống hạnh phúc. Ngày hôm nay, nhà cảnh cũng vô cùng vinh dự, xin được phép thay lời từ phía đại diện chủ hôn hai họ cùng với cô dâu chú rể, đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành đến với toàn thể quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để chung vui cùng với gia đình chúng tôi hôm nay. Và nếu trong quá trình tiếp đãi có điều gì sơ suất, xin quý vị hãy vì tình cảm dành cho gia đình của chúng tôi mà thông cảm niềm tình bỏ qua cho. Mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài, cùng với gia đình chúng tôi dùng một bữa tiệc thân mật thật vui vẻ, ngon miệng và tràn đầy hạnh phúc. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Giờ đây xin mời cô dâu chú rể tiến đến tháp ly thực hiện nghi thức khai trừ tình yêu. Hạnh phúc trọng đại như ngày hôm nay. Ngay bây giờ, cô dâu và chú rể sẽ thực
quý vị.